Xin chào mọi người. Hôm nay đi thăm nhà đại gia sầu riêng. Mời bác đi ra vườn. Theo anh cây này mấy tạ tấn không? Cây này thì... đếm bao nhiêu trái, mỗi trái 4 kg. Đếm không nổi mà chắc cỡ phải hơn tấn là cái chắc. Chào bác. Sầu riêng chốt giá chưa đại ca? Chưa. Chú? Chưa á? Vừa rồi Khanh lên tính thăm anh mà bà đại gia không dám thăm. Ai? Khanh đô la tích nô ấy. Khanh á. Chị đã làm gì? Khanh á, Khanh giờ vẫn ấy. Làm gì? Vẫn sầu riêng. Sầu riêng ở đâu? Công ty đô la tích nô. Vẫn đóng ở đâu? Vẫn đóng Long Khánh. Chú mắc cái hệ thống tưới này hết bao nhiêu đây? Trời ơi, hồi đấy mà không biết để cháu ấy chứ. Cháu làm cho rẻ. Anh đi thăm vườn đi. Cây này năm ngoái gần chết mà giờ sống này. Đúng là nghề cao của chú Nam này. À vậy hả? Ngoái đào cây về đấy, trồng đấy. À, cái này ghép hả? Không ạ, đúng rồi. Cái này không phải là ghép mà cây nó đã đào về cắt đi để một mầm. Đúng rồi. Mầm nó lên hả? Cái này là con gái hay con ấy? Con gái, mẹ đâu? Vườn này hả? Đi vườn thích không anh Hà? Sướng quá chú. Đấy, mai anh mua đất ở gần đây là có này. Đây là cây sầu riêng trồng từ năm 2002. À. Quả đô la techno đầu tư đó. 17 năm rồi. Hồi đấy là đầu tư cho chú là trồng là 100 cây. Nhưng mà chết mất 20 cây, giờ còn 80 cây. Một năm thu ở đây mấy tỷ không biết. Đây là hệ thống tưới. Một cây này là 3 bếp à? 3 bếp. Ôi trời ơi, tiền nhiều vậy thì để đâu cho nó hết anh Hà ơi. Để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Anh cho em cảm nhận về khu vườn. À, thật sự mà nói là nếu như những cái cây sầu riêng mà cách đây 18-20 năm trở về trước mà đến bây giờ cái giống nó vẫn còn phát triển mạnh mẽ như thế này thì phải nói là cái chất lượng giống ban đầu rất tốt. À, đặt hàng anh làm cho em một bài thơ về cây sầu riêng. Rồi, ok chú. Và cái cảm giác này nó rất thật. Rất thật. Và có lẽ rằng lát nữa thì chúng ta sẽ có thể làm ngay. Đi anh, đi xuống vườn này. Vườn này là quả chú Nam. À, đấy à? Chú Nam thôn 16 Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng. À đây là Di Linh à? À qua cái cầu là Di Linh. Bên này cầu Di Linh, bên kia cầu là thôn 9 Lộc An. Thôn 9 Lộc An, à. Đây là thôn 16 Hòa Linh, Di Linh, Lâm Đồng. Ai có nhu cầu tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ cây sầu riêng thì liên hệ trực tiếp. Trời ơi, một cái cành thì bằng cả một cái cây sầu riêng của người ta đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Trung tâm điều khiển đầu lão của cái vườn này là nằm dưới đây. Tức là phân thuốc rồi hệ thống tưới là nằm dưới chỗ này. Tức là bộ phận xử lý đấy. Bộ phận xử lý. Ừ.
thứ nhất là cây này thì theo em ấy thì cây chú làm cũng đạt đấy, lượng trái vừa phải nhưng mà trái o nhiều, màu lên tốt. Nhưng mà có hiện tượng bây giờ nó đang nứt trái này. Nứt trái. À, thấy bị nứt trái. Đúng rồi, đúng rồi. Và trái nó vẹo vò nhiều. Đấy, đúng rồi. Cái trái của cây này nó bị vẹo nhiều. Cái này là do kỹ thuật thôi. Nói chung là làm lượng trái vậy nè. Nhưng mà trái đoạn. Chụp anh thấy như cây sầu riêng này là bao nhiêu? Anh đến cho em bao nhiêu trái này? Trăm hai mươi bảy trái nhân với 3,5 kg, 6 tạ nhân với giá nó đang báo giá là 45. Là một cây 6 tạ. Trời ơi. Tức là một cây sầu riêng là bao nhiêu tiền anh? 2 triệu rưỡi. Gần 2 triệu rưỡi. 20 triệu. Quên. 20 triệu. Mà giờ vườn này là 80 cây.